Nhận định Tottenham với Leeds, 19:30 phút ngày 2 tháng 1, vòng 17 Ngoại hạng Anh. Tottenham sẽ phải tính toán sao cho có được kết quả tốt nhất trước Leeds, đồng thời đảm bảo lực lượng trong giai đoạn cam go ở Ngoại hạng Anh. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau trận đấu với Fulham, Tottenham sẽ bước vào cuộc đối đầu với Leeds United lúc 19:30 phút ngày 2 tháng 1. Trước vòng 16, Spurs có 26 điểm và tạm xếp thứ 7. Sau giai đoạn thăng hoa đứng đầu bảng xếp hạng, gà trống đang kém Liverpool 6 điểm. Phong độ của Tottenham hiện tại khá tệ khi chỉ có một chiến thắng sau 5 trận đấu gần nhất. Vì vậy, chiến thắng trước Fulham và Leeds là điều cần thiết để đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho trở lại với cuộc đua danh hiệu. Về phía Leeds, đây là đội bóng có lối đá phiêu lưu bậc nhất giải Ngoại hạng Anh. Điều đó thể hiện ở những có số như 30 bàn thua, 30 bàn bại, 7 trận thắng, 2 hòa, 7 thất bại. Có thể thấy Leeds ham tấn công nên để lộ nhiều điểm yếu phòng ngự. Tottenham dưới thời Mourinho lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Có thể nói đây là khắc tinh cho Leeds của Marcelo Bielsa. Tuy nhiên, các vị khách nắm trong tay lợi thế được nghỉ ngơi nhiều hơn chủ nhà gần 24 giờ. Trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, yếu tố thể lực đóng vai trò không nhỏ trong màn trình diễn của các đội bóng. Lúc này, Tottenham cũng như Mourinho cần phải tính toán để có được kết quả tốt nhất cho mình. Dự đoán kết quả Tottenham với Leeds United: 3-1.